Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Thời sự cuối năm của Việt TV. Bản tin hôm nay ngày 10 tháng 1 năm 2023 sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị và các bạn, có thể nói ở thời điểm hiện tại khi tình hình dịch bệnh Covid đã tạm được kiểm soát, nhưng những kỷ niệm về những ngày tháng đối với cán bộ, y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Đa khoa Việt thì vẫn còn in rõ và không thể nào quên. Vẫn còn nhớ những ngày tháng mà các nhân viên trực tổng đài phải nghe hàng trăm cuộc điện thoại mỗi ngày, nghe tới cháy máy và chưa kịp hạ máy thì chuông đã reo liên tục từ sáng tới đêm. Đó là những ngày tháng mà toàn bộ cán bộ, nhân viên, y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa An Việt được hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch, cho công tác xét nghiệm và công tác hỗ trợ tiêm phòng với những đối tượng đặc biệt khó khăn. Còn nhớ những lúc mồ hôi đầm đìa sau lớp áo bảo hộ và những bữa cơm ăn vội chóng vánh, chỉ cần nhìn qua ánh mắt cũng cần hiểu là chúng ta cần phải làm gì. An Việt vẫn thế, vẫn luôn giữ vững tâm thế của mình, vượt qua những ngày tháng khó khăn đấy với nụ cười kiên định và nụ cười đầy yêu thương. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ ấy và cảm thấy biết ơn vì chúng ta đã an toàn vượt qua đại dịch. Năm 2022 đánh dấu sự thay đổi tích cực các kênh truyền thông online của An Việt, đặc biệt là sự kiện ra mắt giao diện website cả tiếng Việt và tiếng Anh cùng ứng dụng di động Bệnh viện An Việt trên App Store và CH Play. Website với giao diện mới hoàn toàn, tốc độ load trang nhanh, thân thiện và dễ sử dụng giúp cho khách hàng được tiếp cận và tìm hiểu về các dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện chi tiết hơn và cực kỳ thuận tiện cho khách hàng khi tương tác trên website, đặt lịch khám, hỏi đáp với chuyên gia hoặc được tư vấn trực tiếp bởi đội ngũ tổng đài nhiệt huyết. Giao diện tiếng Anh của Bệnh viện An Việt ra mắt cũng giúp tiếp cận tới đông đảo đối tượng khách hàng với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc sức khỏe tốt hơn không chỉ cho công dân Việt Nam mà còn cho cả những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Cũng nằm trong lộ trình nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, Bệnh viện Đa khoa An Việt đã nghiên cứu và cho ra đời ứng dụng Bệnh viện An Việt nhằm mang đến giải pháp thuận tiện nhất cho nhu cầu khám, chữa bệnh, nâng cao tính chủ động và tiết kiệm thời gian đi khám cho bệnh nhân với nhiều tính năng ưu việt hỗ trợ cho khách hàng như đặt lịch khám, tra cứu kết quả khám bệnh, quản lý và lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử, quản lý bệnh mãn tính, nhắc lịch thông minh, cẩm nang tiêm chủng cùng nhiều tiện ích đặc biệt khác. Đặc biệt, ứng dụng Bệnh viện An Việt cho phép bệnh nhân kết nối với bác sĩ An Việt thông qua tính năng video call để tư vấn bệnh từ xa với thời gian linh hoạt, tiết kiệm chi phí, hoàn toàn riêng tư và bảo mật. Để anh thử đặt lịch khám trên app với cả bác sĩ xem nhé. Vâng, anh đặt đi ạ. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào bạn, tôi có thể giúp được gì cho bạn nào? Bạn em gần đây thì thường xuyên là kêu là mệt mỏi, đau đầu và chóng mặt. Cô ấy có chia sẻ về một loại chườm mát mà cô ấy cho rằng là cái loại chườm này càng dày thì càng hữu hiệu, giúp cho tinh thần sảng khoái, phấn chấn hơn. Thì bác sĩ có thể cho em một chút thông tin về cái loại chườm này được không ạ? Và có thực sự là công dụng của nó hiệu quả như cô ấy chia sẻ hay không ạ? Bệnh này của các chị em thì tưởng là không nguy nhưng mà lại nguy không tưởng đấy. Đôi khi được liệt kê vào hàng nan y khó chữa hay tái phát, nhưng mà dùng đúng phương pháp thì lại lành tính lành bệnh rất nhanh. Thay bằng miếng dán nếu mà chưa kiếm được thì có một cách khác như sau nhé. Tức là anh nghiêng người vào cô đấy sang một bên tai và thì thầm nhỏ thôi là dậy nhanh đi em, anh cho tiền đi shopping. Nếu sau liều này mà chị ấy vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện thì dùng miếng chườm được nhé. Sau một ngày không đỡ thì tăng độ dày của túi chườm lên là được. Vậy thôi, chúc chị nhà mau khỏe. Dạ vâng ạ, anh cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
được biết tới bởi đội ngũ bác sĩ, các chuyên gia giỏi đầu ngành trong việc thăm khám, điều trị và phẫu thuật các bệnh lý phức tạp. Bệnh viện Đa khoa An Việt tự hào là sự lựa chọn tin cậy cho các người nổi tiếng như MC, ca sĩ, diễn viên, các vận động viên thể thao. Chúng tôi hiểu rằng sức khỏe không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống, tới công việc của những người nổi tiếng mà còn ảnh hưởng tới sự xuất hiện của họ trước công chúng, trước những người hâm mộ. Và bản thân các nghệ sĩ khỏe mạnh sẽ đem lại những thông điệp tích cực tới cho người hâm mộ. Bệnh viện Đa khoa An Việt trân trọng giá trị con người. Không chỉ những người nổi tiếng mà tất cả bệnh nhân khi đến với Bệnh viện Đa khoa An Việt đều nhận được sự quan tâm, sự hỗ trợ tận tình của đội ngũ y bác sĩ. Đối với chúng tôi, niềm vui và sức khỏe của người bệnh chính là món quà ý nghĩa lớn nhất đối với đội ngũ y bác sĩ và cán bộ nhân viên của Bệnh viện Đa khoa An Việt. Bên cạnh việc được các nghệ sĩ nổi tiếng lựa chọn gửi gắm trong hành trình chăm sóc sức khỏe của mình, thì Bệnh viện Đa khoa An Việt còn tự hào được lựa chọn làm bối cảnh cho các bộ phim ăn khách nổi tiếng như Thương Ngày Nắng Về, Chúng Con Yêu Bố. Hi, xin chào mọi người. Đây là hậu cảnh Thương Ngày Nắng Về của bác sĩ Lirina. Các bạn thấy quen không? Đây là sảnh tầng 1 của Bệnh viện An Việt. Chỗ mà mọi người đến khám đều qua quầy lễ tân này để đăng ký đấy ạ. Thấu hiểu và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, Bệnh viện Đa khoa An Việt có rất nhiều các chương trình thiện nguyện để hướng tới các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Tháng 12 năm 2022, Bệnh viện Đa khoa An Việt tổ chức chương trình Trao Yêu Thương với sự góp mặt của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo, MC Thảo Vân, nghệ sĩ Trà My cùng với những nghệ sĩ khác. Chương trình có những tiết mục đặc sắc gửi tặng tới các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa An Việt, cũng như gửi lời tri ân tới đội ngũ y bác sĩ, các nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa An Việt. Rất nhiều các mạnh thường quân, các nhà tài trợ đã gửi những món quà có ý nghĩa tinh thần lớn lao đối với các bệnh nhân đang điều trị và phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa An Việt. Sự kiện đã để lại những dấu ấn đẹp trong lòng những người tham dự và cũng là tiền đề cho các chương trình thiện nguyện của nghệ sĩ tại bệnh viện. Bên cạnh những hoạt động chia sẻ yêu thương thì ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa An Việt còn rất quan tâm và chú trọng tới những hoạt động nội bộ dành cho các cán bộ nhân viên, bởi chúng tôi hiểu rõ một tập thể tốt vững mạnh mới làm nên thành công.
Sau 25 Covid bó tay cuồng chân, toàn thể cán bộ và nhân viên Bệnh viện Đa khoa An Việt như nắng hạn gặp mưa rào khi nhận được thông tin ban lãnh đạo tổ chức chuyến đi quan lạn đầy ý nghĩa. Đây là một dịp rất đặc biệt đối với cán bộ và nhân viên của Bệnh viện Đa khoa An Việt và là một kỷ niệm đẹp đối với tất cả mọi người. Bên cạnh những hoạt động quan tâm tới đời sống tinh thần của cán bộ công nhân viên, Bệnh viện Đa khoa An Việt thường xuyên phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên đề khoa học để cập nhật liên tục kiến thức đối với đội ngũ y bác sĩ và cán bộ nhân viên của bệnh viện. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp của các hoạt động nội bộ của An Việt. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với các phóng viên thường trú của An Việt TV tại các nước để cùng cập nhật tình hình không khí đầu năm mới sẽ như thế nào nhé. Xin chào quý vị, tôi đang có mặt tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Người Hàn Quốc cũng đón Tết Nguyên đán hay còn gọi là Seolla vào ngày 1 tháng 1 âm lịch. Seolla là dịp đặc biệt để người Hàn Quốc nhớ về tổ tiên và gặp gỡ những thành viên trong gia đình. Trong những ngày Tết truyền thống, người Hàn Quốc thường mặc hanbok, thực hiện các nghi lễ của tổ tiên, chơi các trò chơi dân gian, ăn các món ăn truyền thống, nghe kể chuyện và gặp gỡ mọi người. Có thể thấy cũng có rất nhiều nét tương đồng với phong tục cổ truyền của người Việt phải không ạ? Không khí đó lại làm cho Quỳnh cảm thấy nhớ về không khí Tết của Việt Nam. Xin được gửi những lời chúc thân thương nhất tới những cô chú, anh chị em đồng nghiệp của Quỳnh đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa An Việt, một năm mới thật rực rỡ và phát tài. Thúy Quỳnh, phóng viên thường trú An Việt TV tại Hàn Quốc. Xin chào quý vị và các bạn. Hiện nay thì tôi đang có mặt tại thủ đô London của Vương quốc Anh. Lúc này thời tiết ngoài trời là âm 2 độ C, tuyết rơi khá là dày. Thời tiết khắc nghiệt khiến cho nhiều người dân ở đây mắc các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là về tai mũi họng. Tôi cũng đã kịp thời đưa danh thiếp của Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hoài An cho một số người dân ở đây và họ cũng hứa hẹn rằng nếu có dịp sang Việt Nam nhất định sẽ ghé qua thăm khám với bác sĩ Hoài An tại Bệnh viện Đa khoa An Việt. Từ phương xa, xin được gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể ban lãnh đạo, các y bác sĩ cũng như là các điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa An Việt. May you and your family be blessed with good health, happiness, peace and prosperity. Happy New Year! Tú Uyên, phóng viên thường trú tại thủ đô London, Vương quốc Anh. Ni hao, tôi đang có mặt trên nước bạn Trung Quốc. Nước anh em có các phong tục cổ truyền rất giống với Việt Nam chúng ta. Tết Nguyên đán là ngày Tết âm lịch dài nhất và quan trọng nhất ở Trung Quốc, thường kéo dài từ ngày 8 tháng 12 âm lịch đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Cũng giống như bánh chưng là món ăn truyền thống của dân tộc Việt Nam, ngày Tết ở Trung Quốc có một món ăn không thể thiếu. Quý vị có đoán được đó là món ăn gì không ạ? Đó chính là sủi cảo ạ. Nhắc tới món ăn ngày Tết thì tôi luôn nhớ tới bánh chưng, nem rán ở miền Bắc và bánh tét thịt kho hột vịt ở miền Nam. Dù đi đâu ngày Tết được quây quần bên gia đình, những người thân yêu vẫn luôn là hạnh phúc nhất, phải không quý vị? Tôi chuẩn bị sửa soạn về Việt Nam đón Tết đây. Chi nén khoai lửa, chủ ni hào yến khơ sinh phú. Vâng, là lời chúc trên có nghĩa là chúc năm mới phát tài, chúc bạn thật nhiều may mắn và hạnh phúc. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ. Mai Anh, phóng viên thường trú của An Việt TV tại Trung Quốc. Tết cổ truyền Bun Mi Mây của người Lào, nước láng giềng anh em với chúng ta diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 4 hàng năm. Trong những ngày này, các nghi lễ truyền thống như buộc chỉ cổ tay, té nước lên người sẽ được tái hiện khá đầy đủ, đặc biệt là điệu múa, lăm vông xinh đẹp quyến rũ của các chàng trai cô gái Lào sẽ để lại nhiều ấn tượng cho những ai một lần tham dự Tết Bun Mi Mây từ nước bạn. Thu Dung xin gửi lời chào và lời chúc mừng năm mới tới toàn thể các y bác sĩ, anh chị em đồng nghiệp, thân thương tại gia đình An Việt. Chúc mừng năm mới! Sawadee Fashion, thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Tết chính thức của người Thái diễn ra vào trung tuần tháng 4, nên hiện tại những người dân Thái Lan vẫn hoạt động bình thường, thời tiết khá ấm áp. Xin gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể gia đình An Việt. Chúc mọi người năm mới tràn đầy sức khỏe và may mắn. Sawadee Fashion.
Văn Huy, phóng viên thường trú của An Việt TV tại Thái Lan. Kính thưa quý vị, năm 2022 sắp qua đi và chúng ta sẽ chào đón một năm mới 2023 với những điều tốt đẹp đang chờ đón. Chúng ta sẽ cùng đến với những lời chúc, những ước mong của các thành viên gia đình An Việt ngay sau đây. Sang năm mới, tôi kính chúc gia đình An Việt sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Thay mặt tổ bảo vệ thì mình xin chúc tất cả cán bộ công nhân viên của viện sang năm có sức khỏe dồi dào và kiến thức nhiều điểm. Và nhân dịp năm mới 2023 thì em cũng xin được gửi lời kính chúc đến các y bác sĩ, các cán bộ nhân viên y tế tại trong ngành y nói chung và Bệnh viện Đa khoa An Việt nói riêng. Một lời kính chúc sức khỏe và một năm mới an khang thịnh vượng. Nhân dịp đầu năm mới thì là một thành viên của gia đình An Việt thì em kính chúc các bác, các cô, anh chị và cả các bạn một năm quý mão, an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và Bệnh viện An Việt phát triển vững mạnh. Sang năm mới thì em chúc toàn thể ban lãnh đạo cũng như là nhân viên đang công tác tại Bệnh viện An Việt một năm mới an khang thịnh vượng và tràn ngập niềm vui cũng như là sức khỏe. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới năm nay thì cô biết được mấy cái lời hát dựa theo cái làn điệu quan họ. Cô đặt tên cho nó cái bài là An Việt đón xuân. Cô xin hát tặng mọi người. Ngày hội năm nay rất đông vui quây quần một nhà, An Việt sum họp vui ghê để câu ca duyên thắm tình ta. Mừng xuân chúng ta cùng chúc là người ơi, An Việt vững mạnh, mừng An Việt thêm một tuổi xuân, cùng An Việt đón chào mùa xuân, cùng An Việt tưng bừng chào xuân. Nhân dịp xuân Quý Mão xin kính chúc các thành viên ngôi nhà mái nhà chung An Việt sức khỏe, an khang, chúc mừng năm mới. Bước sang một cái năm mới thì tôi ao ước có một cái cuộc sống luôn luôn và tràn đầy cái không khí vui tươi ấm cúng của mùa xuân. Và cũng nhân dịp này xin được chúc toàn thể cán bộ và nhân viên của Bệnh viện Đa khoa An Việt một năm mới mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công. Chúc mừng năm mới, một năm thành công với cả mọi người. Nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi xin kính chúc ban lãnh đạo bệnh viện, chúc quý thầy cô, quý anh chị, quý đồng nghiệp và quý khách hàng một năm mới dồi dào sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Đặc biệt, tôi xin chúc cho tập thể Bệnh viện An Việt luôn đoàn kết chung tay đưa Bệnh viện An Việt của chúng ta ngày càng phát triển vững mạnh để góp ích cho cộng đồng ngành y tế nói chung. Chúc mừng năm mới! Sang năm mới Quý Mão, Phòng Hành Chính Nhân sự chúc toàn thể cán bộ công nhân viên bệnh viện năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn. Chúc bệnh viện làm ăn phát đạt để đời sống cán bộ nhân viên ngày càng tốt hơn. Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới! Chúc mọi người trong ngôi nhà An Việt luôn luôn khỏe mạnh, bình an, một năm tràn đầy năng lượng. Chúc An Việt luôn luôn phát triển thịnh vượng. Chúc mừng năm mới! Bước sang năm 2023, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các anh, các chị, các bạn đồng nghiệp và các bạn cán bộ, công nhân viên của Bệnh viện An Việt. Một năm mới, sức khỏe, an khang và thịnh vượng, luôn luôn vui vẻ như chim sẻ, mạnh khỏe như đại bàng, giàu sang như chim phụng, làm việc như chim sâu và sống lâu như đà điểu. Chúc mừng năm mới, Happy New Year! Nhân dịp đầu xuân năm mới thì em xin kính chúc gia đình An Việt có thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Chúc mừng năm mới! Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi bản tin cuối năm của Bệnh viện Đa khoa An Việt. Kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.